Gumac, tiếng đồng thanh vang lên rõ to. Mặc dù sau 2 ngày tham gia đào tạo, ai cũng mỏi nhừ. Sau cả tháng chuẩn bị gửi em, ai cũng gần như khàn tiếng. Nhưng mà tiếng gọi thân thương ấy vẫn dõng dạc và đầy mạnh mẽ, như một lời khẳng định về một hành trình, một chặng đường sắp tới, chặng đường mang tên Gumac mới. Mới, nhưng không phải là mới hoàn toàn. Gumac vẫn là Gumac thôi, vẫn là đồ công sở nhưng thiết kế mới hơn, vẫn là thương hiệu thời trang nữ nhưng tệp khách hàng mở rộng hơn. Rồi mỗi khi ra mắt thêm một bộ sưu tập mới, concept hình ảnh được trau chuốt tỉ mỉ, model được lựa chọn cẩn thận, hình ảnh ra lò từ đó cũng được chỉnh chu hơn. Rồi thì không quên quay về với thực tế, online chỉnh chu rồi thì offline cũng phải có sự thay đổi chứ. Nhiều cửa hàng được trùng tu nhan sắc sau 6-7 năm, diện mạo mới mở ra, cơ sở hạ tầng được khắc phục, diện tích cũng tăng dần lên. Từ những cái nhỏ nhỏ như đồng phục nhân viên, phong thái phục vụ từ đó cũng bài bản hơn, tận tâm hơn. Từng bước mà hoàn thiện những cái sẵn có, xong rồi mình cùng nhau thực hiện những ước mơ lớn hơn còn dang dở. Gửi em, một ước mơ được hiện thực hóa từ những năm đại dịch. Gửi em, những bộ đồ treo sào bỗng chốc sống động và đầy rực rỡ. Gửi em, những bộ đồ vô tri vô giác bỗng chốc có thêm linh hồn. Gửi em một bước ngoặt rõ nét về một Gumac mới, vì không chỉ mới về mặt sản phẩm, về mặt đầu tư mà còn mới cả về mặt thông điệp. Từng bộ trang phục, từng họa tiết được hóa thân thành những giai đoạn, những cảm xúc, có lúc êm đềm, có lúc sóng gió, cũng có lúc an yên tự tại. Vì Gumac đâu chỉ là thời trang mà còn là người bạn đồng hành cùng chị em phụ nữ trên mọi khoảnh khắc của cuộc sống. Vì Gumac là thời trang hạnh phúc trong từng giá trị mang đến cho khách hàng và hạnh phúc từ trong chính nội tại của Gumac. Những người trẻ Gen Z, những cô chú trung niên, những anh chị lãnh đạo, mọi cấp bậc nhân viên, không phân biệt vị trí, không phân biệt tuổi tác, cùng nhìn chung một hướng, cùng quy tụ một nơi, cùng tìm kiếm sự an yên và cùng nhau sống tỉnh thức. Để từng giờ thiền, từng buổi lặng im, mình lắng nghe chính mình tìm thấy bản thân, mình lắng nghe mọi người và mình tìm thấy hạnh phúc. Nhớ đợt gửi em, việc lắng nghe chính mình được khởi xướng bằng những ngòi bút. Tiếng thủ thỉ với chính mình được kể ra qua trang giấy lòng. Những câu chuyện của chính mình được lan tỏa và đồng điệu qua từng con người. Cảm ơn gửi em. Cảm ơn vì lần đầu tiên được nói lời cảm ơn và xin lỗi đến chính mình. Chính mình hạnh phúc từ trong tâm, trong trí và cả trong thân. Từng giờ tập yoga, mình được kết nối với em ở bên trong và kết nối với những người đồng đội ở bên cạnh. Để sau những giờ làm, tâm mình lắng động, cơ mình giãn ra, không còn là những deadline, không còn là căng cơ mỏi cổ, mà là một đứa trẻ buông bỏ và đầy tự do. Gia đình Gumac biết ơn nhau vì đã cùng đồng hành, biết ơn nhau vì đã cùng phụng sự và biết ơn nhau vì tất cả tình yêu thương mà khách hàng đã dành cho. Những cái ôm lan tỏa, những giọt nước mắt của hạnh phúc là những cảm xúc rất đáng trân trọng và tự hào về một Gumac mới, một Gumac đang chuyển mình về mạnh mẽ trong 6 tháng vừa qua. Biết ơn 6 năm một chặng đường, biết ơn 6 tháng mở đầu một chặng đường mới. 7 tuổi, hành trình mới của Gumac chính thức bắt đầu.